Chúng ta đang ở trong quảng trường của nhà thờ giáo xứ Nỗ Lực trên Việt Trì, Phú Thọ. Cách đây 5 năm thì Đức Cha Đa Minh đã đưa chúng tôi lên trên này để lắp đặt một hệ thống loa bên phía ngoài quảng trường này. Chúng tôi đã lắp ở ngoài này là 10 loa Bose MA402. Để chúng ta xem. Đấy. Và sau 5 năm ngoài gọi là phơi mưa phơi nắng cho đến giờ hệ thống vẫn hoạt động tốt. Đây, chúng ta xem hệ thống loa đèn mưa phơi mưa phơi nắng sau 5 năm hệ thống vẫn đang hoạt động tốt. Và sau đó thì nhà thờ đã có mua thêm một số đồ cho phía bên cái nhà thờ cũ bên trong của giáo xứ đây, gồm đặc biệt là ca đoàn đã mua 2 cây L1 của Bose. Đây, chúng ta xem quang cảnh quảng trường. Thì quảng trường có 10 loa Bose 402. Đây, xem. Sau 5 năm hệ thống loa vẫn chơ gan cùng tế nguyệt, tức là thực sự là vẫn bền bỉ lì lợm. Bose rất là như vậy. Ngay bên ngoài trời người ta cũng được tính toán thiết kế rất là cẩn thận và bền bỉ. Và sau tháng 11 này thì loa Bose 402 và loa Bose 802 series 5 chính thức tái xuất tại thị trường châu Á và Việt Nam. Sau Mai Audio sẽ hân hạnh giới thiệu và cung cấp các cái sản phẩm chính hãng được bảo hành 5 năm của Bose trên toàn thế giới cho đến các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cái clip và ủng hộ cái kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.